chào các chị và các bạn. Hôm nay sắp tới ngày Black Friday rồi. Lê cho ba sẽ đặt hay đất để đi shopping thôi. Yay! Bây giờ cho ba sẽ lấy hay đất xuống để đặt nha. Đây là ba bạn hay đất. Và ba bạn hay đất này cho ba đã đưa được sắp 1 năm luôn rồi đó. Và các bạn ơi, các bạn có biết không, sở dĩ có 3 bạn heo đất này là tại vì năm rồi Trâm Anh đập heo đất mà Trâm Anh chưa nhận biết được mặt tiền, cho nên năm nay chị có đổi làm riêng cho Trâm Anh 3 con heo. Đầu tiên là con heo để dành để bỏ tiền 1.000 đồng, và tiếp theo là con heo để dành bỏ tiền 2.000 đồng, và con heo thứ 3 để bỏ tiền bao nhiêu tiền? Dạ thưa mẹ, 5.000 đồng. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đập heo ra nha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đập con heo nào trước đây? Dạ thưa mẹ, con sẽ đập con heo bọt nghe này đây trước. Wow. Ok, mời Trâm Anh đập nha. Dạ. Chúng ta sẽ lên phố đập. Bây giờ chúng ta sẽ đặt ra để xem nha. Bạn heo này màu vàng.
sẽ đếm nha. Yeah.
cho mình có nhiều tờ 5.000 quá đi. Và cho mình có tất cả là 100 tờ 5.000, có nghĩa là cho mình có 500.000 luôn. Với 5.000 đồng một tờ làm chẳng nên non, với 100 tờ cộng lại Molly ao ao ao. Chờ đợi giúp cho Trâm Anh. Trâm Anh sẽ mở Ao Ao Surprise Call ra nha. Yeah. Và chúng ta có bạn Sugar đang đứng ở đây. Và bạn ấy nói unbox me, có nghĩa là mở mình ra đi. Wow. Và bây giờ Trâm Anh sẽ kéo ở đây. Wow. Thì kéo này màu đen, đó là mình trái tim nè. Trâm Anh sẽ mở ra thôi. Và secret message này nói challenge are forever, có nghĩa là kim cương vĩnh cửu. Wow. Bây giờ Trâm Anh sẽ qua lớp thứ hai. Đây là một cái dây kéo hình ngôi sao. Wow. Trâm Anh sẽ mở ra. Và lớp thứ hai này cho mình có stickers. Và búp bê của chúng ta có thể thay đổi màu sắc, phun nước, khóc hoặc kè. Wow. Bây giờ Trâm Anh sẽ mở lớp tiếp theo nha. Đây là dây kéo, Trâm Anh sẽ mở ra. Wow, ở trong lớp này chúng ta có một surprise nè. Để Trâm Anh mở ra xem đây là gì nha. Wow, đây là một cái chai nước rất là đẹp. Cái kim tuyến luôn màu hồng. Rồi lớp tiếp theo. Và ở đây cũng có bạn Mian Cutie đang nói let me out of here. Bây giờ cho mình sẽ mở lớp tiếp theo nha. Chúng ta có thêm một surprise nữa. Để xem là gì. Và dễ thương luôn. Đây là những đôi giày bút màu trắng. Và cuối cùng bạn này nói almost there. Wow, Trâm Anh sẽ mở dây kéo ra nhé. Yay, và ở đây chúng ta có một cái nắp. Chúng ta sẽ mở ra. Để Trâm Anh mở ra xem có gì bên trong nha. Wow, bộ váy này dễ thương quá đi. Wow, giống bộ váy ba lê quá. Và cuối cùng Trâm Anh sẽ mở quả bóng này ra nha. Yay. Quả bóng này màu trắng. Với đây được rồi. Và đây là một cái ghế cho bạn búp bê của chúng ta. Và đây là một cái checklist. Wow, có rất là nhiều bạn LOL luôn. Trâm Anh sẽ mở bệnh này ra trước. Này có một cái lược cài rất là dễ thương. Wow, sao giống tay mèo quá. Tôi xem bịch này. Và đây là một cái dòng đeo tay cho búp bê. Wow. Và bây giờ cho mình sẽ mở bịch cuối cùng này ra nha. Tôi xem búp bê của chúng ta là ai. Bạn này đẹp quá. Để cho mình xem bạn này tên gì. Bạn này là bạn Kitty Queen. Bạn này là một bạn rất là ultra rare luôn. Wow. Yeah. Bây giờ cho mình sẽ mặc đồ lô cho bạn ấy nha. Wow, cho mình đã mặc đồ xong cho bạn Kitty Queen rồi. Và bạn ấy rất là đẹp. Tóc ở phía trước của bạn ấy có kim tuyến. Được cài cũng có kim tuyến. Và ở dưới đây cũng có kim tuyến, dài cũng có kim tuyến luôn. Wow, bạn ấy có nhiều kim tuyến quá. Và dòng bạn ấy cũng có đấy nè. Trâm Anh rất là thích bạn ấy. Xin chào các bạn. Bây giờ Trâm Anh sẽ thử xem bạn ấy sẽ làm gì nha. Trong nước. Yay. Mình sẽ cho bạn ấy vào nước.
mình sẽ xem bạn sẽ làm gì nha. Oh, bạn ấy không bước ra. Wow. Video của Trâm Anh đến đây là hết rồi. Bye bye. Hẹn gặp lại quý chị và các bạn lần sau nha. Bye bye. Yeah.